giả thân mến của chương trình Paris by Night kỷ niệm 10 năm. Quý vị thấy tôi giả gái, dễ thương thì cười, mà tôi trên này nghẹt thở gần chết. Cái lý do nghẹt thở là bởi vì trong 10 năm lưu diễn khắp thế giới đã từng giả gái cả ngàn lần rồi, nhất là với Paris by Night. Vậy mà lần này có một sự trục trặc, nhiều sự trục trặc buồn cười trong đêm nay. Việc đầu tiên là sau khi cái mấy người make up quá trang rồi, đội tóc giả rồi, bận áo vô rồi, cái chỗ này nó bằng phẳng, không có gì hết. Cái tôi mới hỏi cái anh make up, tôi hỏi, ủa cái này đâu rồi? Anh nói, thôi chết rồi, tôi quên mang theo rồi anh ơi. Nhưng mà anh đừng có nói với ông bầu, ông lay off tôi thì chết tôi đó. Anh đợi tôi chút xíu nha, ông đi đâu 15 phút không biết, ông về ông đưa tôi hai cái bánh ú. Trời ơi thưa quý vị, để vô hai bánh ú rồi nó nghẹt thở gần chết luôn. Giống như hai búa tạ đè trên ngực mình vậy. Một cái đeo này rồi mới thấy thương phụ nữ. Đàn bà con gái rất là can đảm phải chịu cảnh này cho đến ngày chết. Dạ, còn ba cái đồ lý nhí này là của chị Ái Dân tặng đây. Chị nói bên Đức cái đồ này mắc lắm, hỏi nhiều, chị nói đồng 75 cent 2 sợi. Tôi nói vậy chứ còn rẻ hơn bên này, cái này có 50 cent. Dài này mua ở Goodwill 50 cent, mua một tặng một. Kính thưa quý vị, vì ngạt thở cho nên tôi phải đứng để thở, ngồi chịu không nổi. Đang đứng đi cái gặp cái ông manager người Mỹ, cao ráo đẹp trai nhưng có hàm râu hơi có vẻ ông thầy chút xíu. Ông dòm tôi với mắt đắm đuối, ông nói một cách trịnh trọng, ông nói you look so beautiful. Tôi cũng không dám nói gì, tôi nói I thank you very much. Ông đi vòng vòng phía sau, ông nói you look so sexy. Tôi thấy vậy tôi làm tới, tôi lắc cái này. Ông ghé tai ông nói nhỏ, I love you very much. Thì mình thấy nói vậy, I love you too. Ông nghĩ sao ông biết, ông vòng vòng, ông dò không thấy ai, ông nói how much. Mình là dân tị nạn mới qua chưa có công ăn việc làm, tưởng là ông muốn giúp đỡ, đâu dám nói nhiều, nói khiêm nhường thôi, nó $5. Cái ông nói liền, ông nói that is a very cheap, I'm going to give you $50. Then I thank you very much. Cái ông nói when you go with me, I'm not go where, I'm not go to the motel, I'm not what for. Ông nói Gucci. Em đâu có biết tiếng Nhật mà Gucci. Ông hỏi what do you mean Gucci. Ông nói Gucci means to make a baby. Em nói impossible, you cannot do that with me. Ông nói why. Em nói because I am same like you. Và kính thưa quý vị, tưởng vậy thôi, đang bực mình chưa có yên, tự nhiên dưới khán giả có hai vợ chồng anh đó ở Canada mua giấy qua đây xem. Anh cũng là bạn học hồi nhỏ, lên thấy tôi anh biết tôi rồi, nhưng bà vợ thì chưa thấy tôi lần nào. Bà tưởng tôi là gái thiệt, mà ông thì ông cà rỡn, ông lại vuốt tôi, vuốt da ông rồi chụp hình chung. Bà đằng kia bà xanh mặt, bà nhìn tôi sao không biết, bà hái bà liếc, bà nguyết một cái thiệt dài, bà nói đồ con ngựa bà. Tôi nói bụng, tôi nói chị muốn chửi tôi cho nó đồ ngựa đực kìa được á. Cái bà dòm hồi, bà nói cái tướng của mày đứng ở bonsai chừng 5 phút có Mỹ đen vớt liền. Bà làm một tour luôn, bà nói đồ đàn bà nhiều tay chân giống như là cu ly vác gạo dưới bến tàu. Cái bà dòm xuống dưới chân em, bà nói đàn bà mà gì lông cẳng như là cỏ quang mặt sông bình. Em nói ôi trời đời tôi mà chị dòm chi kỹ quá vậy.
Có dòm lên tới bụng mà nói cái này bụng của mày mà chưa đẻ 6 đứa tao là không phải con người nữa. Xin lỗi, tới đây tôi phải ra miệng. Tôi nói xin lỗi chị nha. Hồi nhỏ giờ tôi chưa biết cái xưởng đẻ từ vũ là cái gì hết. Bà nói cái gì? Mày mà chưa đẻ ha? Mày còn gái còn trinh hả? Mày còn gái tao cho cùi suốt móng đi. Tôi nói chị đừng thê tầm bậy thành hàng bạc tử bây giờ nghe không? Bà tức mình, bà săn tay săn. Bà ghen chồng, bà giận cá chém thất, bà đòi núng đầu bà quánh tôi. Cái ông chồng nói trời ơi đừng có ghen lãng xẹt vậy, la thôi tao nó dạ dạ gái đó. Cái bà dòm tôi nói hắn gì? Cái đồ quỷ à. Hồi nãy giờ không chịu nói để cho ta ghen lòng lộn lên à. Bà nói vậy có ôm bụng bà cười, trời ơi cười kìa, còn ngồi rỗng cười. Cười mà nước mắt nước mũi rớt xuống, cái lông nheo rớt hết bên. Mắt lớn mắt nhỏ nào, trời ơi còn cười nữa kìa. À, thưa quý vị, trong cái màn này chúng tôi có một partner nữa, một người trình diễn nữa. Là một tài tử điện ảnh người Mỹ của hãng MGM Hollywood. Tên là Rick Murphy. Một người Mỹ. Một người Mỹ nhưng anh ta tự hào có quả tim của người Việt. Vì anh ta nói tiếng Việt rất giỏi. Chẳng những nói tiếng Việt giỏi mà còn ca vọng cổ và đờn vọng cổ nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay thật kêu giới thiệu Rick Murphy. You are very much. Hi, how are you? Cảm ơn chị. Tôi vẫn mạnh khỏe. Ôi trời đất ơi. Nói tiếng Việt dữ vậy đó hả? So what is your name? Yeah, tôi tên là Rick Murphy. Tại sao anh nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Tại tôi là người Việt Nam. Anh là người Việt Nam? Yeah, người Việt mà sanh ở Mỹ. Ủa sao kỳ vậy? Người Việt mà sanh ở Mỹ là Mỹ nào vậy? Mỹ Tho. Người... má thôi, người Đức. Người Việt sanh tại Mỹ Tho mà má người Đức. Đức nào vậy? Dạ, Đức Hòa. Đức Hòa. Rồi má người Đức, rồi ba người gì? Ba thôi, người Tây. Ba tôi, người Tây. Người Tây hả? Phải. Mà Tây gì vậy? Dạ, Tây Ninh. Trời ơi trời. Nghe tôi hỏi nè, anh vượt biên qua tới Hoa Kỳ nè, đi bằng diện HO hay là diện con lai hay là ODP, nói nghe coi. Dạ, tôi qua Mỹ bằng diện ODGAR. ODGAR phải không? Phải. Cái hồi qua Thái Lan nó có gặp mấy hải tặc, nó làm gì, nó có xúc phạm đến tiết trinh rồi gì không? Nói thiệt cho khán giả người ta nghe coi. Có bị nó cướp. Ừ. Rồi nó đâm chìm ghe. Ừ. Người trên ghe rớt xuống biển. Ừ. Bị cá mập sơi hết. Ừ. Chỉ có mình thôi là nó chừa ra nên thôi còn sống. Ồ, nó chừa anh ra anh còn sống hả? Mà tại sao nó chừa anh ra vậy? Tại thôi bự con quá. Cá mập nó thường thôi là bạn. Tại anh mập quá rồi cá mập nó tưởng anh là bạn hả? Mà anh mập thiệt, chắc còn nhỏ bú sữa voi phải không? Phải. Trời, cái bàn chân của anh mà đi dưới giường đó mà anh đập bầy gà con chắc chết nguyên bầy quá. Giờ nghe tôi hỏi nè, anh đi đâu bữa nay? Dạ, tôi đi ăn đám cưới ông già của thằng bạn. Ông già của thằng bạn, vậy là ông già lắm rồi còn đám cưới gì nữa? Tại ông già chịu chơi. À! Nói tiếng lắm rồi theo, chịu chơi. Già rồi mà còn sinh thật. Già rồi mà còn sinh tật hả? Rồi sao nữa? Vợ ổng mới qua đời có 3 tháng là ổng lên xe hoa về nhà vợ khác. Rồi sao? Chịu nổi không? Chịu hết nổi. Chịu hết nổi à? Bây giờ tôi hỏi nè, đi đám cưới mà anh đem đờn theo chi vậy?
Đi qua bên đó hát vòm cổ. Úi, anh biết hát vòm cổ nữa hả? Biết ca vòm cổ và biết đàn sáo câu nữa. Trời ơi, thiệt không? Thiệt chứ. Bây giờ tôi hỏi nè, anh đi với tôi trình diễn khắp thế giới cho Thúy Nga đó, trong ít nhất là 6 năm trời, mà tôi không biết anh đã có gia đình chưa, có vợ chưa vậy? Vợ hả? À. Chị đàn đi, thôi ca cho chị nghe. Ok. Ok. Trời ơi, nghe mùi quá. Nhóm mùi sầu riêng. Ok, bắt đầu nghe. Chậm nha. Ok, chậm. Chị thân ơi, đường thiền miên của tôi nó u ám như đông thử thích. Thương cô nào nó cũng thử chối gì chê thôi mập và bự con. Bạn bè thôi ai cũng có vợ có chồng, riêng mình thôi sống khô khi một cuộc đời buồn thế. Cao sang ơi cho thôi kiếm được người yêu, không cần phải đẹp nhan sắc trung bình, thinh thình hiền hậu để cứ về sống bên nhau diễn diễn ở muôn đời. Thôi bự con là do ý của ông trời, thôi thôi bự nhưng thôi ăn rất ít, mỗi bữa chỉ cần sức ba chén cơm. Thôi có mua cái nhà với năm phòng rộng rãi, có khu vườn trồng đủ loại trái cây, lương thôi lãnh 4,000 chưa trừ thuế, giờ có sanh năm con cũng khỏi có sợ nghèo. Tôi đâu có mơ những tháng thiếu thư đại khác, cần một người vợ hiền ngôn hạnh không nhung. Nếu ai cảm thấy yêu thôi thì cho thôi biết để rồi cưới luôn. Number one. Số một yêu chị. Còn chị đã có chồng chưa? Chồng hả? Chồng. Anh đơn đi rồi tôi ca cho anh nghe. Trời ơi, làm tôi trào máu luôn mà. Lòng tôi tan nát, duyên phận tôi hẩm hiu đến độ ông nào cưới về rồi thì 3 ngày sau tự động nghỉ thở lên đồi nằm đắp cỏ. Chính đời chồng rồi mà hiện giờ tôi vẫn còn là gái độc thân. Tôi không phải là gái sát phu mà sao cái chịu cảnh phòng không đơn chiếc, sống cô đơn như cánh chim kia lạc lõng giữa bão táp sương mù. Thank you.
Không có chồng con thì như sống trong tù. Khổ nhất là những đêm trời giá lạnh, đắp mền rồi mà vẫn còn rung. Tôi như một cung phi nhiều trong tội, bị vua đày nơi hải đảo hoang vu. Đêm nằm nghe tiếng giặc kêu buồn trong sương lầm, còn phòng loan thì gối chiếc não nùng. Các phu quân ơi sao bỏ em về chính suối, em sống một mình lận đận lao đao. Con xin khấn nguyện trời cao, cho con kiếm được ông nào sống lâu. Trời ơi bực mình quá là trời ơi, mình lãi nhảy hoài là sao em mà bực ghê luôn vậy nha. Trời ơi bỏ sao được, cái bây giờ bực quá không có thích nữa mà cứ đi theo hoài là sao. Trời ơi bực anh mình lại em mà. Tao không cần lại đâu, tao nói không thích nữa mà lại lục giang sinh để làm cái gì. Thôi bây giờ không nói bình thường với ông nữa, tôi mượn âm nhạc để tôi nói cho ông hiểu hết. Nghe đây nè. Không hiểu. Trời ơi, nói dưới hiểu hết trơn, ta cười hết trơn hết rồi, ta hiểu anh nó không hiểu nghe gì trơn rồi à. Thôi được rồi, tôi nói cho ông nghe, tôi chắc bây giờ qua đây mình phải cho Yến Liệt nó mới hiểu thôi. Chứ mình không thể nào mà mình nói tiếng Việt bình thường được. Bây giờ nghe, tôi ca tiếp Yến Liệt cho mày nghe đi nè. Hiểu không? Tao pha là anh Quỳnh Phi Nhung, chú Văn Trung vô tá lạ, mày hiểu chưa? Anh không biết, anh lết, anh không hiểu. Ê, tao nghĩ ba má mày gắn cái đầu lên cho đủ tứ chi mày, cho có đầu, có tai, có chân vậy thôi, chứ đầu mày trống toàn tà hủ không, chứ không có bác vậy trơn, phải không? Không có, vợ chồng đang chung sống với nhau, tự nhiên em nói không còn yêu anh nữa, anh không hiểu gì hết. Trời ơi, mệt quá trời, thằng này sao tự nhiên nó ngu mà triền kiếp, nó không có khôn đột sức miếng nào hết trơn á trời, trời ơi. Nó ngu nó giận mình nó hết trơn á trời, thôi được rồi, tôi nói em nghe. Thôi bây giờ mình nói về đi. Nói mà còn tình còn nghĩa thì mình chia tay anh nhé. Nói mà mất hẳn thú tính luôn là tao bỏ mày. Mày hiểu chưa? Anh hiểu rồi. Đó. Cái thằng này làm như em chơi thú tính nó mới hiểu hay sao á. Chứ bình thường nó không hiểu gì trơn trời à. Mình ơi, anh quỳnh xuống anh lại. Mình anh gian sinh mình đừng có bỏ anh mà. Anh quỳnh lại mình đừng có bỏ anh mà. Trời ơi, tao nói chắc ba má mày ngày xưa nuôi heo không chừng lời hơn nuôi mày á. Nghĩ sao mà, tôi nói cho ông nghe, tôi giải thích cho ông nghe là ba má ông cực khổ 9 tháng 10 ngày nuôi ông. Tôi nói thiệt ông cực khổ lắm mà, tại sao bây giờ tôi có việc người con gái đại khái nó cũng quá trời xinh đẹp đi, mày mê đó, chết đuối chết đắm rồi, nhưng mà tao đâu có cần mày phải quỳ xuống mày lại tao vậy, mày hiểu không? Mày lại dịp ra má mày làm sao nhìn mặt mọi người tao nói mày nghe, mày hiểu không? Mày không xỉu là tao cũng té ra xỉu bà nữa rồi. Tôi sống với thằng này tôi mệt mỏi về cái hơi quá. Mình ơi, anh gian sinh mình, anh quỳ anh lại mình đừng có bỏ anh. Trời ơi, tôi mệt mỏi quá, tôi bực bội ông lắm rồi, ông hiểu không? Anh lại mình mà anh hiểu. Lại cái gì mà lại, trời ơi, ông làm cái điều này ông có thấy nhục nhã không? Đàn ông lại lục gian sinh tình yêu đàn bà là nhục nhã hả mình? Quá nhục. Còn đàn bà đi cua đàn ông thì sao mình? Nhục hơn. Con quỷ nào mày nói tao tát ở trong mặt nó, cho con quỷ cái nào ngu dễ sợ tao đi tìm cột, cái cột nào đi tìm đâu mày nói đi, nhỏ nào tao tát ở trong mặt nó rồi mày nói đi. Bà đó chứ ai. Bà nhớ không? Ủa sao tôi mà tôi không nhớ vậy? Lúc đó tôi làm việc kiều tôi về thăm quê hương á. Trời. Bà đang đứng cây lúa dưới ruộng á. Bà gặp tôi đi ngang qua bà ngất cây say đắm, bà cầm nguyên đống mạ bà giọng như trong họng bà đó. Trời ơi nhớ rồi.
con nhớ tới cái việc kiều của ông, con nổi hết da gà rồi ông ơi. Trời ơi, đúng rồi, nhớ chứ. Ngày xưa Việt Kiều ông về nước, đúng rồi. Lúc đó tôi đang tung tăng ngoài ruộng, đang đi tung tăng trên ruộng vậy nè. Mọi người cấy lúa cực khổ, tôi đi tung tăng chơi vậy đó. Cái trong sớm mới nói có Việt Kiều vậy, tôi chắc chắn có Việt Kiều cậy mẹ phóng ra kiếm được chút nào hay chút đó rồi. Nó Việt Kiều mà. Trời ơi, ra quả tâm tinh trưng trước mặt tôi một thằng Việt Kiều, áo màu xanh, quần màu vàng, đôi dép màu đỏ, nó trơn thêm cây dù bảy màu đó. Đầu tôi nói chích cha đâu phải Việt Kiều, cái này đồn xiết về rồi. Mà không phải xiết thường này, xiết thúa. Có ai mà giữa trời nắng chang chang mà trâu đồ vậy không? Mai ta không có trâu bò cho nó hút mày thấy bà mày đâu. Bữa đó ta chỉ có nắm lúa ta ngậm thôi, chứ ta nuốt luôn là bây giờ ta cũng chôn rồi, ta không còn sống đứng đây đâu. Việt Kiều nghe không té nữa. Mình chê tôi thậm tệ như vậy, tại sao ngày xưa mình bằng lòng lấy tôi? Trời, vậy mà cũng hỏi, cũng suy nghĩ nữa. Tại sao ông quá xấu mà tôi quá đẹp mà tôi lấy ông, là tại tao muốn đi qua đây. Đúng không? Trời ơi, ông đâu có biết cái nỗi khổ của tôi nó đau đớn như thế nào. Không biết nhiều khi tôi nằm ngủ bên ông, tôi muốn ngủ ngon, tôi muốn có cảm giác vợ chồng, tôi phải tưởng tượng cái mặt ông là Mạnh Quỳnh. Thì mới ngủ ngon được, mới sống thêm dài lâu được, hiểu chưa? Mình chê tôi thậm tệ, vậy là tôi đã bị lầm rồi. Trời ơi, never đi, không có chuyện lầm, lầm tôi mới là người lầm. Tôi đã lầm theo anh qua đây, để giờ đây nghe cây đắng bờ môi. Mình lầm gì mình nói tôi nghe. Trời ơi, ngày xưa, trời ơi, mình công nhận tôi đi cua Việt Kiều này trước đó. Tôi ráng, tôi cắn răng, tôi nói cậy bà, nói nhà tranh cũng như nhà ngói khi tắt đèn thôi. Trời ơi, dẫn nó vô cái ụ rơm là không còn thấy mặt nó nữa. Em mới ngồi em tán tỉnh nó. Em mới hỏi chứ anh bên kia làm gì. Chồng nó trả lời ngon lành, anh là bên kia anh làm coi như là cái công việc anh không có lệ thuộc, ai anh thích làm thích nghỉ. Em nói chết cha, làm vậy là làm boss rồi, là làm chủ mới làm vậy đúng không? Trời ơi, qua đây phải đâu nó đi cắt cỏ. Cắt cỏ muốn làm muốn nghỉ không phải sao? Thì đó, bữa ông nói mẹ nó cắt cỏ đi, ông nói chi rồi để cho tôi tưởng tượng. Chưa mình mới hỏi tiếp chứ anh ơi, vậy rồi ngoài cái việc làm rồi anh sẽ làm gì nữa không? Ngoài việc làm anh còn đi học. Anh nói chết trời ơi, nó làm chủ mà nó còn học là nó có cầu tiến. Cái thằng này nó có ý dương lên quá rồi. Lấy nó là ngon, từ qua vai đau nó đi học gì biết không? Nó lái xe xỉn mẹ bà, nó là bác cảnh sát, bác đi học luật số tích kịch. Học số tích kịch cũng là học giờ. Còn chưa đâu, hỏi cuối tuần anh có đi chơi nên hay không. Anh không bao giờ mà anh lạm dụng cái thời gian như vậy. Anh phải dành cái thời gian cuối tuần làm một cái việc gì có ích thiệt cho mọi người này kia. Hỏi làm gì trời, qua vai đau nó đi lụm rác của phi quay. Thì hỏi ai làm tôi làm hay là anh làm. Mình ơi, mấy cái chuyện này anh giấu mình kỹ lắm, mình sao mình qua đây mình biết hết trơn vậy? Ủa, tao rảnh quá, tao qua tao đâu có biết tiếng Anh tiếng U đâu, có ai mướn tao làm, tao rảnh phải đau chứ chi. Hả? Tôi phải phai đau con người của ông ha. Đó, tôi biết rõ về con người. À không, bây giờ mình phải chơi yến liệt thôi đó. Cái con người là people. Mới học được mấy chữ giờ tao chơi với mày nè. People, biết rõ về cái people của anh. Để biết được cái trắng đen là cái last and white. Cái last and white để biết anh có một cái núp lùm nào để tôi dẫn đến cái sự cancel đó. Nói tiếng Anh hết hồn chưa? Ủa, cái núp lùm là cái gì em? Thấy không, 6 năm rồi ở đây mà không biết cái núp lùm là cái gì. Cái núp lùm là cái sự rắc rối. Ủa, pop lùm hay là núp lùm? Núp hay pop gì, miễn có cái lùm là thấy nó có rắc rối rồi. Trời ơi, Mỹ nào không bắt lỗi mà nó kêu nó bắt lỗi hoài à? Trời ơi, quý vị con, mày thấy từ giờ Mỹ nó có nói tao tiếng nào không? Vợ tôi nói tiếng Mỹ giỏi ghê vậy đó. Tao nói mà nó còn á khẩu chứ đừng nói mày. Bữa tao nói chuyện cho nó là tao cách xin chắc rồi. Em hỏi what what, tao nói what what gì? Nói không chịu nghe, what what what. Nói là phải nghe, cái tiếng của mày tao nói mày phải nghe, hiểu không? Mày nghe không được người ta nhìn vô tao quánh da mày chứ không có quánh da tao. Trời ơi, Mỹ mà còn đứng cứng họng với tao chứ đừng nói mày. Mình ơi, anh nói mình nghe nè. Gì? Nhiều người bảo lãnh vợ người ta qua đây nè. Gì? Tao đâu có lo cho vợ người ta đầy đủ đâu, còn anh lo cho mình đâu có thiếu thốn một thứ gì.
Trời ơi, còn nói gì phương tiện vật chất. Trời ơi, nghe xót xa. Em có nhỏ bạn mới lấy chồng qua đây có 3 tuần thôi. Hai đứa ngồi tâm sự. Mới nói, cái nó nói, chồng mày dẫn mày đi đâu rồi? Cái nó thôi, tao nhường mày, tại mày mới qua mày nói trước đi. Cái nó nói, trời ơi, mày biết không, chồng tao dẫn đi shopping cũng thường, đi vô nọc trơm, rồi mưu xầy, rồi áo mì, rồi xé xầy, rồi cái lưỡi nó muốn đụng tới con mắt. Trời ơi, còn nó hỏi tới em đi shopping đâu, cái lưỡi em nó thụt mẹ vô trong luôn. Sao vậy mình? Em chỉ nói được, thì chồng tao dẫn tao đi shopping ở Target với Walmart. Hai chỗ đó chạy tới chạy lui, bây giờ thành khách VIP ở trong đó rồi. Em bây giờ mua đồ trong đó khỏi get like. Bị tao con bồ Mỹ đen ở trong á. Mình ơi, anh có khả năng nhìn lôi cho mình mấy nhiêu đó mà. Đó là chưa đó nha. Đó là cuối tuần mới dẫn đi hai cái chỗ đó. Còn giữa tuần đó, nó đưa em cái chỗ mà tối em ngủ em nằm em mớ em la lên hoài luôn. Chỗ nào vậy mình? 99 cent anh. Trời mua gì nó cũng kêu vô 99 cent á. Mình ơi, anh nói mình nghe, có nhiều người bảo lãnh vợ từ Việt Nam qua, người ta để cho vợ người ta đi bộ đi làm, còn anh đâu có để cho mình đi bộ đi xe bus một ngày nào đâu, mình hiểu chứ anh không? Trời ơi, còn nói về phương tiện giao thông. Em chưa tưởng tượng được một cái xe nào mà nó còn tồn tại trong nhà của ông cố nội này. Sao vậy mình? Trời ơi, đi làm người ta 6 giờ, người ta làm 4 giờ, người ta thức, người ta đi vừa rồi. Ổng 6 giờ, ổng làm 2 giờ, ổng thức rồi. Em mới hỏi mình sao mình thức sớm chi vợ. Nói không, anh thức anh xuống anh đề mà máy nó không nổ, anh đẩy tới cho nó kịp. Rồi tôi nín luôn, tôi không nói được tiếng nào nữa trời. Cái ngày mùa hè, mùa đông còn đỡ, lạnh lạnh còn đỡ. Mùa hè chở tôi đi tôi nực quá. Mình ơi cho em miếng e đi, em nực lắm á mình ơi. Nó không nói tiếng nào, em nói cha chồng em thương em quá, chịu đựng. Khi tôi thấy cái tay nó quay vậy. Là nó quay cái kiến xuống đó. Xuống nó quay một hầu, nó quay lâu lắm cái kiến mới xuống. Cái nói e đâu nên ơi, em cứ lấy gió trời cho nó khỏe. Trời ơi, đó tôi đã chịu đựng như thế nào không biết không? Mình ơi, anh nói mình nghe, trước kia khi mình lấy anh vẫn nghèo như vậy, bây giờ anh vẫn nghèo như vậy, tại sao mình bỏ anh, mình không sống với anh như trước kia được? Đó, cái câu nói này tôi cũng từng hỏi tôi nè. Trời ơi, tại sao mày có thể chịu đựng giỏi như vậy? Tại sao mày có thể làm được cái chuyện cứ như tày trời như vậy? Tôi mới trả lời, thì ra tôi chịu đựng để tôi chờ đợi. Mình chờ đợi anh đổi đời phải không? Never, đi đời mày chỉ có vậy thôi, không có đổi được đâu. Tao nhìn từ xa rồi, không có chuyện đổi đâu ông nội. Cốt khỉ, hoàng cốt khỉ à. Tôi chờ đợi gì anh biết không? Mình chờ đợi cái gì? Chờ đợi có bằng quốc tịch trong tay. Chi vậy? Tao bỏ mày, tao khỏi bị trục xuất chân trời. Ở 3 năm tao khai đau được chuyện đó đâu mày. Đó, đây, vừa có quốc tịch xong 2 ngày là em lấy cái đơn này ra liền. Cái đơn này em thạo đã một năm mấy nay rồi. Đơn gì mà vậy mình? Chưa đậu quốc tịch chưa dám lấy ra xài. Đơn giờ, gì? Đơn lấy gì? Hả? Đọc kỹ đi anh. Em không hề lấy một cái món gì của anh cho hết, bởi em biết nó không bao giờ xài được. Đọc đi. Mén. Ê! Tôi hận cái tên Ung Thị Mén này lắm nha. Ê bạn, mình vừa nói mình là quốc tịch là có nghĩa mình là US citizen rồi đó bạn. Hả? Bây giờ mình không phải là Ung Thị Mén nữa, mà name của mình là Superstar McDonald Ung. Ủa sao tên giống hamburger quý vị mình? Trời ơi, cái con ca sĩ nổi tiếng mà nó hát nó quằn quại, nó xé đồ đâu đó, hiểu không? Mày thấy tao nguyên mà tao xé tao dục hết trơn rồi, mày thấy không? Madonna phải không? Nó có Madonna, tao lộn, tao ăn McDonald quá, tao quên. Hiểu không? Kỹ đi. Không, anh không kỹ đâu. Kỹ đi mình. Mình ơi, mình nói là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà. Ông nội ơi, con nói có đó con vụ không mà sao nhớ gì ai quá vậy trời. Trời ơi, mẹ bà thương nhau mấy núi cũng trèo, mày trèo đi. Mày trèo nửa núi rồi lòi vọng mày đi mấy núi. Mấy đèo cũng qua mày qua đi. Mày qua chút xíu lọt mẹ đèo rồi qua đi. Xong mấy sông cũng lội. Trời ơi, nói dốc. Ông nội con nói dốc thôi ký đi trời mệt quá. Không, chết anh cũng không ký. Không chết, sống mà ký mới ghê. Anh không ký. Ký. Không. Ký am. Không. Ký am. Không. Thôi, em không ép. Ép, không bao giờ ép cái chuyện đó. Đưa được. Tay đây. Nắm tay anh hả? Đúng rồi. Có máu rồi, chấm vô là được rồi. Trời ơi. Không cần ký.
không cần ký, có máu rồi là cũng chính thức rồi, hiểu không? Thôi nhá anh nhá, thôi là hết anh đi đường anh. Đừng mà. Chị mình có bấy nhiêu thôi. Đừng. Bye bye nha, mình ở lại sống cuộc sống, em bay đi, em đi nha, mình nha. Đừng lại. Gì vậy? Hết hồn mà nói chút xíu giáp chết không? Mình, gì? Anh muốn nói với mình một chuyện vô cùng quan trọng. Không, chuyện tụi mình quan trọng bây giờ là ly dị giải quyết xong rồi, không còn gì quan trọng nữa cho em đi. Không đâu mình à. Gì nữa? Chuyện này anh không nói với mình sẽ hờn sẽ trách anh suốt đời. Mình đừng nói là em không hờn trách, mình nói em mới giận anh suốt đời đó, hiểu không? Nói gì mệt quá đi. Mình nghe đây. Gì? Anh mới vừa trúng số. Anh trúng... Nó trúng gió. Trúng gió phải không? Anh trúng số. Bước ra đây biểu trúng cái gì? Hai em, mi lên, nghe, dịch ra tiếng Việt. Trúng số, ta là triệu phú. Trời ơi, má ơi, nó dịch tiếng Việt, nó làm nhưng tao không hiểu, nó dịch tiếng Việt. Hai em, mi lên, nghe. Bà sợ chưa? À, ngộ nghe, lúc người ta chưa trúng số, người ta sáng mắt còn trúng xong bị mù. Mù đâu mù? Mà tự nhiên đeo hai cái mắt kiếm theo ớn à? Hai cái đồng tiền. Trời ơi, đồng tiền. Trời ơi, thôi em mệt quá anh ơi. Em biết là em rất là đẹp. Bởi vì buông em ra không bao giờ anh kiếm được người vợ nào mà sắc nước hương trời như em. Và một cái sự hiền diệu nó ẩn tìm trong em, hiểu không? Nhưng mà em nói nghe đâu có cần làm cái chuyện đó làm chi vậy mệt. Bà không tin tôi trúng số phải không? Trời ơi, tất nhiên nếu mà trúng dễ vậy mọi người trúng hết rồi. Bà xem tôi móc ra đây. Ai đừng. Đừng anh ơi, em biết là em bỏ mình nhưng mà mình cũng sẽ có bao nhiêu người phụ nữ khác yêu thương anh. Đừng bắn em mình ơi, anh đừng bắn em, anh đừng móc xuống. Tôi bắn bằng chi vậy trời? Em thấy nhạc chơi kích động em tưởng anh có súng. Không có súng. Chứ gì? Tôi móc ra mà tôi móc một tờ vé dòi, một tờ vé số. Bà hãy chính tay bà cầm lấy hai tờ vé này, chính mắt bà dò thật sự của tôi có trúng số hay không. Sao tự giờ không nói hai cái tờ vé số mà làm thế ớn nhạc kích động rồi làm thế ghê quá à? Dò đi. Thôi kệ, để người ta nói em không cạn tàu ráo máng, dò chơi diễn với ông cho vui chứ giờ sao, ông khùng quá, ông yêu em quá mà nói sao vậy. Giờ dò phải không? Ờ thì đại khái là dò đúng không, có nó có trúng nhau không vậy? Ừ. Đúng không? Ừ. Đại khái là 0303, đó, nghe tôi dò cho anh vui, 15, 26, đó, là... Ờ, bây giờ, ờ, bây giờ, ờ, bây giờ, ờ, bây giờ, ờ, mình ơi... Sao tự nhiên bà lẹo lưỡi vậy? Mình ơi, trời ơi, nói thật với mình là thầy bói nói mà em hỏng cô tên. Nói sao? Bây giờ em mới tên. Thầy bói nói là nhờ phước đức của cô mà chồng cô sẽ trúng số. Mà nói em không có tên. Có nói không? Có. Trời ơi, em cầm em rung. Em muốn xỉu mà em sợ mình lấy lại tờ giấy số, em ráng đứng vững á, mày biết không? Em không dám nhìn ai số kia, em thấy nó giống nhau lắm rồi. Bữa nay nhiêu rồi? 86 triệu. 86 triệu, bây giờ em phải bình tĩnh để em chia cho nó đồng đều. 86 triệu phải đóng thuế. Đóng thuế hết 43 triệu, còn lại 43 triệu. 43 triệu em là vợ, anh là chồng, mình phải chia như thế nào cho nó công bằng về cái sức lực. Em là vợ, em cực khổ, em chịu đựng quá nhiều. Em 23, anh 20. Như vậy là công bằng lắm rồi mình. Ủa sao chia vậy là công bằng? Là phải chia là tại vì em là vợ. Em em khổ cực 9 tháng 10 ngày em mới đẻ anh ra. Em xin lỗi mình, tại vì ý em nói là em cực khổ 9 tháng 10 ngày em đẻ con của mình ra, hiểu không? Cho nên cái phần đó là cái phần giống như là bồi dưỡng cho em, mình biết không? Thôi mà vợ chồng mà ai tính kỳ cục, hiểu không? Nhưng mà không có chia được mình ơi. Sao vậy? Có cái tờ giấy này sao chia ra? Giấy ly dị á, cắn ịnh máu vô rồi. Máu Mỹ đâu có xài. Trời ơi, ai đi vậy mà ra mà Mỹ xài máu, đem ra Mỹ nó cười chứ đó. Cái này em làm với em xé mấy hồi tùy theo hoàn cảnh vậy đó. Em nói mình nghe dẫn đồng kỳ lắm nha, anh đừng có vậy nha. Sao? Anh yêu em tha thiết, anh cưới em từ Việt Nam đem qua đây. Anh đừng có kiểu mà chơi bỏ của chạy lấy người nha. Nãy mình chửi anh dữ lắm mà. À, không, không phải chửi, mà người ta có câu này nè, thương cho roi cho giọt đó. Ghét cho ngọt cho bùi đó. Ai mà ngọt với mình là người ta không có thương mình đó. Em chửi mình, em đánh mình, em quá yêu thương. Yêu thương mà không biết như thế nào để mà diễn tả. Em phải dùng cái đó để biết sao em quá yêu thương mình, hiểu không? Sao nãy kêu bằng mày còn giờ kêu bằng mình?
tiếng Anh. Cái du đó là mày là mình là tao là tá lả trơn, miễn là tùy theo hoàn cảnh mà cái lời đó nói ra đời. Hiểu không? Hiểu không? Mình nên nghĩ là tình cảm vợ chồng sứt mẻ rồi, không thể nào hàn gắn lại được đâu. Được, mình keo dán sắt dán dính hết trơn hết rồi, mình không vượt ra được mình đâu. Thiệt, tình cảm vợ chồng như ly nước đổ đi rồi, không bao giờ hốt lại được đâu. Trời ơi, đổ đi nó dơ rồi, trúng số mua cả ngàn ly uống tôi lòi hồng luôn, hốt lại cái ly đó không chơi. Trời ơi, thôi tôi mệt ông nhiều lý do. Vậy là mình không có bỏ anh hả? Không nè, vào trời điên sao bỏ lúc nãy, trời tao đâu có điên. Anh mừng quá. Anh đừng mừng. Anh giao hết tiền trúng số cho mình luôn á. Trời ơi, mình nói em biết là anh sẽ đối xử với em như vậy mà. Em ở với mình, em sống em hiểu chứ. Anh ơi bây giờ nó nghe nè, mình đừng có tính toán ở đây. Mấy thằng này nó đang canh hai vợ chồng mình lắm rồi. Nó biết mình trúng, nó ra nó luộc mình đó, anh hiểu không? Chưa trúng số mà tự nhiên chết kỳ lắm. Dò đàng hoàng rồi đi lãnh. Mình dò đi. Những cái con số nó đưa hai vợ chồng mình lên đỉnh vinh quang. Em muốn coi lại lần cuối cùng mình. Ôi trời ơi, không ngờ, trời ơi, không ngờ, 03 03. Trời ơi, cái số nó đẹp quá trời. 15 15, 26 26, 23 32. Hai cái gì? Sao mình bị ác khẩu rồi? Mình nói không được, anh nói giùm mình nha. Anh có trúng số thiệt, mà anh trúng có 3 con à. Còn mấy con sao anh không có trúng? Anh trúng 86 đồng chứ không phải là 86 triệu. Chứ hồi đấy chứ, ví dụ 86 triệu tôi đã trúng tiền 23 20 triệu, sao không chịu nói 86 đồng? Mình đâu có cho anh nói đâu, mà anh nói mình nói hết rồi. Chúng có 86 đồng. 86 đồng. 86 đồng anh cho mình hết á. Đang mua hòm chôn hả? 86 đồng mua đủ 2 cái hòm chôn. Không có trúng. Không có trúng. Trúng có 3 con à. Mấy con sao không có trúng? Này không có trúng. Không có trúng. Tại sao kỳ vậy? Tại sao anh cứ thấy lường gạt em hoài vậy? Từ Việt Nam anh lường gạt em qua đây, cho bây giờ anh cũng lường gạt em là sao? Tại sao anh cứ đưa em lên anh để em xuống là sao vậy? Anh không cho một phút một giây nào em sung sướng là sao vậy? Anh xin lỗi mình. Anh biết anh làm cho mình thất vọng với anh nhiều lắm. Bởi vì anh không lo cho mình đầy đủ như những người chồng khác. Anh đã cố gắng hết sức mình, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Anh rất yêu mình, nhưng không dám tiếp tục giữ mình ở bên cạnh để làm khổ mình nữa. Vậy thì mình hãy đi đi. Anh cầu chúc cho mình gặp được người chồng giàu sang hơn anh, để lo lắng cho mình đầy đủ. Nếu như trên đường đời mình bị người ta hất hủi bạc đãi, mình hãy quay trở về với anh. Bởi vì anh lúc nào cũng chờ đợi mình. Tạm biệt. Đứng lại! Anh đi liền mà, mình đừng có chửi anh. Anh đi liền, anh đi liền bây giờ. Đối với ông tôi không có còn lời nào để tôi chửi nữa hết. Ông biết không, tôi chửi hết rồi. Mà ý của tôi muốn nói là nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng đó không nói một lời? Có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Mình nói vậy là sao vậy mình? Là sao? Là tôi hối hận rồi. Tôi hối hận từ cái lúc mà tôi chửi rủa anh, tôi trách móc anh, mà anh vẫn nói là em cứ đi đi. Nếu mà gặp người chồng nào thương yêu thì chúc tôi hạnh phúc. Còn nếu gặp ai bạc đãi tôi thì cứ trở về. Anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi tôi. Thì xúc động cái đó cho nên tôi cảm thấy nhục nhã cho tôi và cảm thấy hổ thẹn với con người ích kỷ tham lam của mình. Cũng như trước khi đi má tôi dặn, con ơi, thà con lấy người đàn ông người ta có 10 đồng mà cho con hết 9 đồng. Còn hơn người ta có 100, người ta cho con có 1 sen một vậy. Mà má em dạy vậy mà đi lâu quá quên. Đồ
đúng rồi đó mình. Thành ra tôi hối hận lắm. Tôi xin lỗi anh. Mặc dù anh nghèo thiệt, nhưng mà chưa bao giờ anh để tôi đói. Chưa bao giờ anh để tôi ăn mặc rách rưới. Anh có thể hy sinh hết vì tôi. Chưa có người đàn ông nào có thể làm được chuyện đó cho tôi. Bây giờ tôi mới nhìn thấy điều đó. Tôi còn hơn là người phụ nữ trúng số nữa, anh biết không? Tôi trúng số độc đắc rồi. Cái gì, cái gì? Bà trúng số nào? Trời ơi, không nói sớm hai vợ chồng mình chia. Trời ơi, thằng quỷ dịch nó còn tham lam hơn tôi nữa, trời đất ơi. Ông nội ơi, không phải là ý con nó trúng số. Ý nó là có người chồng như anh lo lắng cho em, hy sinh cho em. Thì em là người phụ nữ còn hơn cái những người phụ nữ trúng số kia, hiểu không? Anh hiểu chứ bộ. Mà giỡn chơi với em thôi. Chứ nếu thật sự hả, trời cho anh trúng số, với trời cho anh được em. Chọn ai? Dĩ nhiên phải chọn bà xã rồi. Bởi vì mua vé số không bao giờ trúng hết trơn. Trời ơi. Trời ơi. Mệt ghê á. Thôi đừng có giỡn nữa, em nói anh nghe. Hiểu rồi, giờ biết làm gì rồi gì? Biết, anh đi giặt đồ cho mình. Thôi. Sao vậy? Cô đừng có chửi anh giặt đồ liền. No, không có. Từ bây giờ cho đến mãi mãi ngàn sao, em sẽ là người phụ nữ lo lắng chăm sóc cho anh. Trời ơi. Em sẽ là từng giấc ngủ miếng ăn mình ơi, mặc áo đi mình. Trời anh ơi, đồ để em giặt mình nhá. Trời ơi. Cơm để em nấu anh ráng ăn. Trời ơi. Bởi vì em biết chắc em sẽ không bao giờ nấu ngon, em ăn còn không được không hồn chứ. Mình giặt đồ cho anh. Em sẽ giặt đồ cho anh. Mình nấu cơm cho anh. Anh nấu cơm cho anh. Oh my god. Đừng có xỉu. Chào quá. Làm sao khi khác đôi, võ trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng, để trả thù riêng khỏi đi tù. Tuyệt tác, tuyệt vời, tuyệt tôn, tuyệt tự, tuyệt ngọc. Trời ơi, lâu lâu làm được bài thơ mừng quá, nói hợp cái tiệc giống luôn á. Em là cô gái biết là thôn, đôi tám tròn trăng lắm kẻ già. Minh ơi Minh, em đi giữa party đó nha. Minh ở nhà Minh giặt đồ cho em đó. À với lại cái áo mà linen của em á, Minh phải giặt bằng tay, ok? Đừng có giặt bằng xà bông giặt đồ à, bay xà bông gội đầu của con á. Với lại Minh lau nhà đi. Em đi em thấy cái nhà rít lắm rồi nha. À, mà con mua mấy thối gà ác cho tối em về, em bồi dưỡng. Minh, trời ơi, Minh có nghe em nói gì không? Biết rồi. Biết cái gì? Minh à, em đi party đó nha Minh. Minh ở nhà Minh giặt áo giùm em nha Minh. Giặt bằng xà bông tắm của con đó nha Minh. Minh à, Minh lau nhà nghe Minh. Chân em đi rít lắm rồi. Minh à, Minh mua mấy thối gà ác tìm thuốc bắc nha Minh. Tối em về em mệt em ăn hết. Ủa sao hay vậy? Trời ơi, anh thuộc bài hết trơn rồi. Bây giờ nó biết tại sao thôi của anh bốc mùi rồi đó. Mùi gì? Trời ơi, mỗi lần anh làm thôi em cứ quăng ba cái mùi xà bông giặt giặt đồ nè, quăng ba cái gà ác tìm thuốc bắc vô không bốc mùi sao được. Minh rảnh không em mà? Minh đi làm về sớm hơn em, làm chút xíu công chuyện nhà không được hơn sao? Trời ơi, đi làm việc bên ngoài đó cực khổ lắm rồi, không lẽ Minh còn bắt em giặt đồ nấu cơm nữa? Phải rồi, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn em sống tàn tạ để Minh đi với người đàn bà khác phải không? Minh! Vậy? Trời ơi! Có nghe em nói gì không? Biết rồi. Vậy? Minh! Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn mau tàn tạ đi với người đàn bà khác phải không? Sao hay vậy? Thuộc bài rồi. Em à, nói nghe nè. Em cần phải cho anh có thời gian anh thực hiện những ước mơ riêng của mình nữa chứ. Trời ơi! Vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng mà Minh còn muốn cái gì nữa Minh? Anh đâu có ước mơ cao sang gì lắm đâu. Anh chỉ ước bên trở thành một đại thi sĩ. Trời ơi. Trời. Vậy? Làm gì vậy? Muốn xỉu. Em không được xỉu. Mỗi lần anh nói làm thơ em xỉu làm sao? Thái độ em vậy là sao? Trời ơi Minh ơi, em biết là bấy lâu nay anh muốn làm thơ, nhưng mà thơ của anh đặc kỳ quá, anh đâu có đặc đâu. Toàn là thơ ăn cắp không à. Anh cấm em nha. Anh cấm em không được dùng hai chữ ăn cắp nha. Em phải dùng hai cái chữ là tu chỉnh văn thơ. Thơ của người ta, anh lấy anh sửa khúc cuối, anh sửa dồn lên khúc đầu trở thành thơ của anh. Hả, thấy không? Trời ơi em ơi, nói nghe này, để cho anh làm thơ đi. Trời ơi Minh. Gì? Thơ bây giờ người ta đó, thực tế lắm. Thực tế? Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà. Minh biết không, thơ thực tế là sao? Thí dụ như là ôi tiệm nail hôm nay sao ế quá. Gì? Phải cúng thần tài thì khách mới vô. Trời ơi. Trời ơi,
Sao thơ của em còn mùi acetone không vậy? Trời ơi, thơ em làm trong tiệm nail thì phải nghe mùi acetone chứ sao? Vậy mới là thực tế. Nàng thơ sẽ xuất hiện khắp nơi, nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà của chúng ta. Ví dụ sáng sớm anh làm gì nè? À, sáng sớm anh giặt đồ. Anh giặt đồ phải không? Anh giặt đồ là phải có xà bông, phải có bọt phải không? Đúng rồi. Làm thơ. Giặt đồ cũng làm thơ. Chứ sao, thực tế nè. Từng bông bóng dở như tình tá tan dở. Trời ơi. Nhìn tháo nước đục ngầu mà lòng ta quặn cơn đau. Trời ơi. Trời ơi. Hay chưa? Sao thơ của em nhức nhọt vậy? À, trời ơi, thực tế xà bông nó phải nhớt chứ sao Minh? À. Trời ơi, Minh ơi, em nói Minh nghe. Còn thực tế hơn nữa nè, sau khi giặt đồ Minh làm cái gì? Chiên cá. Chiên cá. Em đừng có nói chiên cá cũng làm thơ được nha. Thì đúng rồi. Trời ơi. Chiên cá cũng có thể làm thơ. Sao? Từng giọt mỡ bắn vào giá khiến hồn ta băng giá. Trời ơi. Hai mắt cá mở xoé tròn soi thấu cả tâm can. Trời ơi. Thơ của em sao tanh trình vậy em? Trời ơi, thực tế cá nó phải tanh chứ sao. Bây giờ mình muốn thơm phải không? Em cho thơ thơm. Sao? Bây giờ sau khi chiên cá mình làm gì? Lau nhà. Lau nhà cũng có thể làm thơ. Lau nhà cũng làm chứ thơ. Sao? Sao? Nền gạch bóng loáng thơm thơm nha. Thơm mùi nước phai son. Ừ. Anh hít một hơi dài để tưởng nhớ hương tóc em. Trời ơi. Trời ơi. Anh nghe nội hai câu này thôi anh kiếm một đống tiền bảo trợ rồi. Ai bảo trợ? Tiền quảng cáo cho nước lau nhà. Trời ơi, dạo tôi làm thơ thực tế quá. Em hay lắm. Thực mà. Tế chơi trẻn đến độ trần trụi luôn vậy đó. Anh nói nghe nhau không? Thơ thực tế như em á, anh phọt ra chứ khỏi cần làm. Thái độ em vậy là sao? Mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy thì bây giờ anh chứng minh đây. Chứng minh đi. Anh sẽ làm một bài thơ tả về cuộc đời làm chồng của anh ở trong căn nhà này nè. Nghe nghe không? Ở xứ Mỹ đàn ông buồn quá nhỉ. Tại sao buồn? Sáng đi làm, chiều rửa chén, tối nấu cơm, cực như con chó. Dài 3 năm chắc chắn sẽ vô hòm. Làm vậy sống gì nổi trời. Tiền bảo hiểm. Ông tính sao, ông tính sao? Cuối cùng bà cũng lạnh. Trời ơi, hay quá, thấy chưa? Thấy chưa, thực tế là vậy đó. Anh thấy không, hễ ở đâu hả có cái hòm là thấy bảo hiểm. Mà hả thấy bảo hiểm là thấy cái hòm. Trời ơi. Anh thấy chưa? Em mà, nhưng mà anh nói nghe nè. Anh không có thời gian làm những bài thơ thực tế như em muốn. Trời ơi, Mình làm gì mà không có thời gian chứ. Không có thời gian là em nè. Sao? Trời ơi, làm chức trợ lý giám đốc á, cực khổ quá, mình tưởng em sung sướng lắm sao. Em làm trợ lý giám đốc hồi nào anh không biết. Thì giám đốc là bà chủ tiệm nail. Còn em là phụ tá với bà, em là trợ lý giám đốc. Trời ơi. Trời ơi. Trách nhiệm của em ở tiệm nail cực lắm mình tưởng hả. Sao? Sáng em phải dậy sớm hơn ai hết trơn á. Ra mở cửa tiệm, xong rồi vô clean up everything. Xong rồi em cho con bà chủ ăn sáng. Xong cái em đưa tụi nó đi học. Xong rồi về em ngồi em giũa tới tối luôn. Đợi mấy bà thợ kia về hết em mới được đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ bộ. Ủa sao giống người ở vậy ta? Không có. Nói em làm việc vậy cực khổ lắm. Thành ra bây giờ anh cần thời gian làm thơ. Em thì đỡ cực khổ. Và anh quyết định nha, mình nhờ tới Oxin. Oxin là ai? Là một người con gái. Con gái mà tên Oxin? Tức là con gái Nhật Bổn. Gì? Mình, trời ơi! Vậy là mình lén lúc em mình qua lời với con nhỏ Nhật Bổn nào phải không? Bà nên! Ở đâu mà rồi ra nhỏ Nhật Bổn vậy bà? Thì con gái tên Oxin. Oxin là người ở đó bà nội. Mướn người ở đó biết không? Anh nói nghe nè, mình mướn người ở về đỡ cực. Không có Oxin, Oxin gì hết trơn á. Sao vậy? Rồi tiền ai trả? Ông còn nhớ cái phương châm của tôi không? Nhớ. Nói. Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là tiền của em. Đúng vậy. Anh nói nghe, không bao giờ anh đụng chạm tới tiền của em. Kể từ ngày hôm nay anh hứa với em là anh sẽ không hút thuốc, không đánh răng, không cạo râu, không đi tắm để dành tiền mướn Oxin. Sao em bịt mũi? Ông đừng làm quá thì tụi nó ngủ với ông cống á. Không. Có tắm mà không có tắm với xà bông. Có đánh răng mà không có đánh răng với kem để dành tiền mua mướn Oxin cho em. Nhưng mà nói đi nói lại anh, ông cũng đòi mướn Oxin là ông có ý đồ gì vậy Minh? Mình mười mấy năm trời chung sống với em, anh đã tận dụng hết sức lực và tài lực để chống đỡ em rồi. Ngày hôm nay còn sót lại chút hơi tàn thôi thớp sống qua ngày, anh đâu dám đem ra xài phung phí. Ông nói đúng đó. Mười mấy năm nay ha, tôi nghĩ tôi xài ông giống cái lùi vẽ rách lau nhà.
Có con nào nó nhào vô cũng hốt nó đem dục thôi chứ làm cái gì. Trời ơi, tôi có còn là người nữa hay không? Hay là tôi là cái nồi dẻ đội lớp người? Thôi Minh ơi, Minh đừng có than thở, em động lòng rồi đó Minh. Thôi bây giờ vậy nè, em quyết định là em mướn Oisin. Mướn Oisin phải không? Nhưng mà để cho em phỏng vấn nó em mới chịu à nha. Ừ. Làm hẹn với nó đi. Khỏi hẹn em, chút xíu nó ra em phỏng vấn nó giùm anh nha. Cái gì? Ôi trời ơi. Nó đang đi trong tham quan. Trời ơi, ông dẫn nó về nhà rồi hả? Không có, anh nói nghe nè, anh hẹn nó trước xong cái anh hỏi ý kiến em sao. Trời ơi, anh chịu cái anh lôi đầu nó ra. Trời ơi, trời ơi, ông nói tôi chi nữa. Trời ơi, ông đem nó về nhà rồi, chắc ông làm cho nó có bầu rồi. Ông đặt tôi vô chuyện đã rồi, rồi ông dẫn nó về nhà ông ở luôn. Cái mẹ con tôi chết cho nó. Trời ơi, ôm sầm quá đây. Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giọng chua như là giấm vậy à. Trời ơi. Trời ơi, cao dễ sợ, hai vợ chồng như cái thánh vậy chịu nổi không? Trời ơi, không mà cái mặt thì đẹp như cô thánh mà lúc bị ung thư. Nên nghĩ sao nhà có cách mà sùm có tôn trọng nhau là sao vậy hả? Thôi bây giờ tôi tham quan, từ giờ trong nhà tôi cũng biết ngõ ngách rồi. Nhà nhỏ như cái lỗ mũi ở gì mà tưởng mũi ở không à. Thôi ngồi xuống đi, bàn trực tiếp với công việc đi. Đó, bàn với nhau đi. Đó, tôi mời ổng chứ không phải mời bà, sao mà vô duyên quá đàn bà. Lớn tuổi rồi mà không có duyên chút nào hết trơn rồi. Bây giờ nhà này là thôi cũng được, nhỏ thì tôi đỡ phải là dọn dẹp, mà tôi chỉ lo hậu sự về sau thôi. Sao vậy cô? Nhà này có người chết là sắp tiên ra nè. Trời ơi, cô sao cô nói vậy cô? Trời đất ơi, phải nói tôi, tại vì con người ta sống ai không chết. Trời, nhiều khi bắt đắc kỳ tử làm sao trở tay cho kịp. Lúc đó là đỡ khoét cửa rồi này nọ kia, nó xình mẹ rồi. Thấy không? Đó, thành ra là phải tính cái chuyện đó. Mà nếu tôi chịu chấp nhận làm trong nhà này thì phòng của tôi ở đâu? Ủa phòng gì cô? Trời đất ơi, tôi phải ở riêng chứ tôi ở chau chung với ông, tôi cắn lưỡi tôi chết mẹ nó cho đầu đi. Mà phòng tôi phải có master bedroom nha. Cô ơi, bây giờ nếu như cô đồng ý làm việc trong gia đình tôi á, tôi sửa cái phòng làm việc của vợ tôi lại cho cô ở nha. Ê, em không chịu. Ê, bà có thẹn với tuổi tác bà không bà? Ê, bà người đàn bà có tuổi rồi nha. Bà làm gì thì ghê mấy, em không chịu. Làm rúng động cả tâm tư của tôi à. Trời đất ơi, nghĩ thì sao vậy? À, bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm, tao không có thời gian đâu nha. Đứa nào làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm nha, hội ý lại đứa nào làm chủ. Dạ vợ tôi. Trời đất ơi, vợ anh hả? Dạ. Cha này hèn dễ sợ, đứng dậy coi. Bởi vì con người của anh sống giữa xứ văn minh lịch sự mà sao anh không có tốt với đàn bà, mặc dù vợ mình có già mà cũng là vợ của mình chứ. Sao đối xử tàn tệ vậy? Ê, dạ. Em xin lỗi chị bước xích ra đây, em xin lỗi chị. Dạ chị xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi à? Chị 300 tuổi. Trời ơi, chị đừng nói với em chị 30 nha. Dạ đúng rồi cô. Trời ơi, bà này bà nói giá nào trả cũng dính. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Dạ à, chị à, em xin được giới thiệu, chị em tên là Hằng. Còn chị what's your name? Tôi tên Thảo. No, người ta hỏi what's your name chị phải trả lời my name is Thảo. Không có chuyện tôi tên Thảo mà mất lịch sự. Làm lại, one more please. What's your name? My name is Thảo. Yeah, good girl. Even good man. Lộn. Trời ơi, dễ thương ghê chị ơi. Thì em rất là phóng khoáng. Em nói cho chị nghe, chị có thể hút với em điếu thuốc được không ạ? À? À, dạ không cô. À, chị không hút thuốc, chắc chị uống thuốc hả chị? Thuốc gì? Thuốc lá. À, trời. Không có cô. Đúng rồi, phụ nữ đừng nên xài hai cái thứ đó. Chơi hai thứ đó là mất nửa đời người. Đó, mà không chơi hai thứ đó là mất nguyên một đời luôn. Tôi là tôi thích vậy đó, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm. Trời ơi, làm thơ giống anh kìa mình. Tôi bạn ông mà, tôi biết ông nhà thơ mà. Dạ. Vô tặng hai câu xã giao vậy thôi. Dạ. Dạ, trong nhận em nhìn chị mặc đồ là em biết chị là coi như là thuộc hoàng thân quốc thích rồi đó. Ủa sao cô nói vậy? Vợ nhỏ Saddam Hussein phải không? Không dạ. Có cô, vợ tôi. Nó mặc đồ đẹp lắm, mặc y chang bên kia, tôi tưởng bệnh quánh quá bà chạy qua đây chứ. Tưởng ủa sao ông đi rồi mà bà chưa đi nè. Vậy vợ ông rồi, xin lỗi lộn. Nhưng mà đúng rồi, phụ nữ có tuổi phải mặc đồ vậy là tại vì chị biết sao không? Tuổi của chị bây giờ, chị biết chị đại diện cho con gì không? Con gì cô? Khô cá đuối. Là sao? Là tại vì khô cá đuối nhìn nó vậy đó, tưởng ngon lành ai dè đem lên lửa cái xé cái rách. Đúng rồi đó cô. À, mấy cha nào nhậu là biết liền khô cá đuối này vậy đó. Dạ. Còn chị biết tôi là thuộc dạng gì không? Dạng gì cô? Con raw fish. Là sao? Giống thiệt. Raw fish đó, lúc sống thì nó tươi mà lúc nướng nó cũng đỏ lòm đó, thấy không? Mắc lắm đó cô. Trời ơi, 8 đồng mấy một phao đó. Mày nghĩ đi, nguyên một con raw fish này mày ăn loài họng mày luôn chứ bây giờ tao. Trời ơi, tao là đồ đắt tiền đó. Đồ hiếm ở Mỹ đó nha. À, thôi bây giờ nói chung là em
Em nói hết rồi, bây giờ chị có cần thiết những cái gì thì chị cứ hỏi em đi chị nha. Tôi muốn hỏi cô á, có kinh nghiệm gì? Cha xin lỗi, chị không chịu được mùi thuốc phải không? Dạ chị cũng phải chịu, tại vì tôi phải hút thôi. Cô bao nhiêu năm kinh nghiệm vậy cô? Tôi 3 năm kinh nghiệm và đã trải qua 6 đời chồng. Hả? Cái gì? Lộn, 6 đời chủ. Lộn đấy, chữ chờ lộn. Tôi sẽ kể cho nghe là tại vì sao? Tại sao tôi lại trải qua coi như là 6 đời chủ? Dạ. Tại vì tôi rất là khó tính. Tôi ở mà tôi thích tôi mới ở, tôi không thích tôi không ở. Hả? Tôi xin lỗi, mình ở có license nha. Hả? Mình là người quốc tịch rồi nó khác nha. Là sao? Ở mà 2 năm nó khác, 10 năm thẻ xanh nó khác, chờ approve thẻ xanh nó khác. Trời ơi. Thành ra mình có license, mình có quyền chảnh vậy đó. Thích thì ở, không thích đi vậy đó. Dạ. Thành ra là mình sẽ kể cho các bạn nghe là vì sao mình trải qua 6 đời chủ. Hai người ngồi đi. Dạ dạ. Khát nước không? Dạ khát cô. Khát thì tự lấy uống đi ha. Tại vì trong nhà này tôi cũng chưa biết nước để đâu đó nha, thông cảm. Coi như là nói về người chủ thứ nhất của tôi, tại sao tôi ở, trời ơi, ông ta phải công nhận là đẹp trai giàu có dễ sợ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi là nhìn tôi đi tôi quá ướt át đúng không? Dạ. Mà ông nội này biết gì ông cũng biết, mà biết điều chả không biết. Sao lạ trời đất ơi, tôi nó bao nhiêu người tôi cần, chả lãng mạn, chả không lãng mạn, chả lãng nhắc thì quá nhiều. Ướt át thì phải đi đâu với lãng mạn, chả không đi chung tôi làm sao tôi sống nổi. Dạ. Thế là thôi tôi quyết định dứt áo ra đi. Cái tới đời chủ thứ hai, đời chủ thứ hai của tôi, trời ơi, cái bà này được nước bà già mà bà thêm nước khó tính nữa chứ. Trời ơi, làm sao ở, mẹ già bà đã khó tính. Làm sao? Trời ơi, mà bù lại cái tròn cháu đẹp trai quá. Hả? Mà ở đời thường thường nó đi xăm đôi hở đẹp trai, cái đi đâu với Sở Khanh. Trời ơi, Sở Khanh quá em chịu không nổi, em không chịu đựng nổi nữa, sức người có hạn mà, đúng không? Dạ. Lụ đạn mà còn tiếng nổ nhỏ, tiếng nổ lớn mà, đúng không? Người làm sao chịu nổi. Trời ơi, thế là em dứt áo ra đi. Ra đi. Nó nói Sở Khanh em không chịu được. Trời ơi, thế là trở qua người chủ thứ ba thứ tư. Dạ sao người chủ thứ ba thứ tư, trời ơi, đặt tuyệt vời, không có gì hết trơn, mà phải công nhận mấy con mẹ đàn bà này ưa ghen là mấy mẹ đàn bà này là chỉ thẳng ở trong mặt luôn nè. Nghĩ sao ghen chồng mình, ví dụ người ta mượn người ta xài chút ta trả làm dữ vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Ví dụ nó có bệnh hay chạy rồi thì sức thuốc cho nó thôi. Đúng rồi. Thế không anh? Bây giờ em nói nghe, con mèo nó muốn ăn dụng mà con chó theo rình hoài sao ăn? Sao ăn? Nếu ăn không được thì ổ làm mẹ vậy? Đúng rồi. Em dứt áo ra đi. Phải nghỉ thôi. Thế là chạy qua đời chủ thứ ba, thứ tư. Dạ. Trời ơi, khổ lắm, chưa đâu tới đời chủ thứ năm. Em quyết định rồi, không ở với châu Á mà em đổi sang châu Mỹ Latin. Chết cha, trời ơi. Em ở với người nước ngoài. Em tại vì em thấy người ta sẽ phóng khoáng dễ chịu hơn, là tại vì em rất là tự tin cái trình độ sinh ngữ. Em có học ESL nha. Hả? Em học chỗ đó dữ lắm à. Mà em không biết cái chỗ ESL nó dạy em có lộn không, mà em nói nó không hiểu. Chết cha. Em nó không hiểu em, nó có vừa bắt đầu em quơ phần trên anh. Em quơ phần trên nó không hiểu, em chân luôn phần dưới. Trời ơi. Cuối cùng em quơ toàn thân luôn. Trời ơi, em quơ rơ rồi mà nó cũng chưa hiểu nữa. Trời ơi, con người ta sức người có hạn nữa anh. Dạ. Em đành dứt áo ra đi. Đó. Đi nữa. Tính người chủ thứ sáu của em. Trời ơi, ông này tuyệt vời, không có vợ theo rình luôn. Tôi muốn làm gì làm mà ngạt nổi chả không còn cái răng nào hết. Trời. Ủa cô ơi, không còn răng, họ đâu có ăn nhập gì đâu cô. Sao không ăn nhập, mẹ bà không có răng lấy gì ăn cơm, mà tôi thuộc dạng dừa dày cơm mà. Trời ha. Đúng không? Tôi đi ở đợi cô đi kiếm trai vậy? Hai thứ luôn cô. Trời ơi. Tại vì em rất là thật lòng, em rất là thực tế, là tại vì sao? À, tại vì cái cuộc sống nó phải đi đôi với tình yêu. Dạ. Phải có tình yêu thì cái cuộc sống mình làm việc mình mới hưng phấn được. Dạ. Tôi không có giấu mấy đứa kia mày đặt làm cái quen cái lệm, cái lệm. Không, em làm gái, nó làm gái vậy. Ơ, gì cô? Trời, mình ta, mình thật lòng mà ta tha thứ. Vậy thôi. Cô ơi, vậy cô thấy gia đình của tôi sao cô? Được, gia đình này được, tôi thích, mà nếu tôi làm thì trả lương tôi nhiêu? 500 được không? Vậy. 600. Vậy. 800. Quá. 900. Lương bà nhiêu tháng? 2.800. 2.800 vì tình người phụ nữ với nhau, hai đứa cái gì cũng có với nhau, lấy 2.500. Trời ơi, mắc vậy cô? Còn 300 tôi lấy gì tôi ăn? Ăn giống gì ăn dữ vậy? Bà 300 bà ăn gì? Bà ăn nhiều tôi đi hút mỡ hả chị? Bà ăn chi cho dữ thằng ôn gì? Bà ăn trên nhà hàng sang trọng, bà ra Food to Go mà mua đồng ăn từ sáng tới chiều kìa. Trời đất ơi, gái lứa ăn chi cho nhiều. Tôi lấy về là lương tâm của tôi, là tôi có lương tâm lắm. Cái ông kia ông mướn tôi 3.000 mà tôi chưa làm. Trời. 1 năm 4 bộ đồ hiệu, muốn hiệu gì cho hiệu đó. Son phấn là toàn mắc tiền tôi. Estée Lauder, Chanel, Dior, Seattle. Vậy mỗi lần đánh mặt có phải qua tiểu bang Seattle hả? Cái lộn Seattle. Nói lộn. Ta lộn tiếng Anh lúc nó bị béo béo vậy thôi. Dạ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Hàng tháng hả, ngày lễ ngày Tết không cần phải làm, cho tiền đi về quê nghỉ luôn, mà đi rất là ngon lành. Đi bằng máy bay phải không cô? Ừ, máy bay ai cũng đi rồi. Chứ đi bằng gì? Xe đầu hoàng. Hả? Trời ơi, một mình tao một chiếc xe đầu hoàng, có cái ổ bánh mì với chai nước nữa, tao ăn thấy bà nội luôn. Trời ơi. Nó bắt bằng thiên nga coi từ sáng tới chiều luôn. Bây giờ chuyên cái mặt đồ nào tao chuộc hết luôn.
cô ơi. Nhưng mà sao cô lấy tới 2.500 lần cô? Trời ơi, 2.500 ngàn là bé bị xích, còn 1.000 là trợ lý việc nhà, 500 kia chích thuốc ngừa đó ông nội ơi. Ngừa gì? Ngừa bệnh chứ ngừa gì? Bệnh gì? Cha nội là lãnh tháng 650 nè. Ờ đâu có. Mày làm gì? Si khờ người già nè. Ờ, không có cô. Sao không có? Cái mặt mới có hai mấy mà tôi gớp mà 70-80 tuổi nhìn già quá hả? Trời, lâu 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 không có bà nhà ông ba vô ông cắn tôi rồi tôi mới chích thuốc ngừa chứ. Cô ơi, vợ chồng tôi cũng rất là thích cô. Vậy cô có thể bớt giá chút đỉnh được không cô? Bớt bao nhiêu lận? Tùy lòng hỏi tâm đi. Thì thôi xuống 1.000 đi. Hả? Sao bớt dữ vậy cô? Xuống lẹ vậy? Ờ tôi thích. Ờ tôi thích là tôi vậy, tôi ở tôi thích là tôi bớt vậy đó. Với lại tôi thầy trong nhà có người bệnh nè, đó. Tôi bớt vậy thôi. Với cái nhà này nó sao sao á. Ở nhà mình sao sao người ta thích sao sao vậy? Sao sao vậy cô? Nó không biết sao sao, không biết giải thích đâu bây giờ. Sao sao? À bây giờ lấy giấy viết ra đi. Dạ chi vậy cô? Để mà kê khai tài sản mình bán cho nó dễ. Vậy? À lộn, à kê khai tài sản để tôi bố trí công việc một cách international. Hả? Professional. À đúng rồi, cái gì có nồ là quốc tế rồi mệt quá. Là nồ rồ hay là in gì cũng được, ghi vô đây. Rồi. Có cái máy giặt không? Dạ không. Có máy rửa chén không? Dạ không. Hút bụi? Dạ không. Vậy nhà có cái giống chó gì? Cô ơi, nhà tôi không có nuôi chó giống. Trời đất. Vậy mà không chịu bệnh đó, trời ơi. Trời ơi. Vậy mà chưa chịu đi lãnh tiền nữa, chịu nổi không? Cô ơi, đâu? Nhà tôi có cái tủ lạnh. Đâu, có tủ lạnh? Dạ. Có tủ lạnh để dành ướp xác hàng bà hả chị? Nguyên cái nhà bự có cái tủ lạnh một và bà nghĩ sao mà đàn bà là không mua được gì trong nhà thì bà có thẹn không bà? Bà bởi vậy có bà mà tôi nói thiệt bà tôi nể bà có tuổi chứ bà bằng tuổi tôi quánh mà từ đó giờ là tôi thôi. Em ngon lắm anh, em vô côn lắm dạ. Mà có cái bồn tắm massage không? Ủa, sao cô cần cái bồn tắm massage chi vậy? Là tại vì em hay tắm đêm. Tắm đêm? Em tắm ngay giờ ngựa không à? Ngựa. Giờ ngựa. Ngựa là trai còn gái là giờ ngựa. Hiểu không? Dạ. Em tắm phải 3 tiếng đồng hồ á. Mà phải có phòng có massage em, những khi em chán em nhảy ra người ta đuôi mắt hết. À đúng rồi. Dạ em hiểu rồi, bây giờ tôi nói cô nghe nè, cô ráng làm trong gia đình của tôi đi. Tôi hứa với cô tôi sẽ sắm sửa rồi, đồ đạc đầy đủ hết. Nhớ nha, rồi bây giờ trong thành phần gia đình được mấy người con? Hai đứa con. Hai đứa, đứa lớn mấy tuổi, đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa hai, đứa bốn. Đứa mấy, hai tuổi, bốn tuổi? Đứa hai tuổi, đứa bốn tháng. Rồi, còn làm lượt, hàng chị không có tiền mua đồ, đúng rồi. Rồi đứa lớn tuổi gì, đứa nhỏ tuổi gì? Đứa lớn tuổi dần, đứa nhỏ tuổi thân. Rồi hai đứa này tuổi gì? Đứa này tuổi tỷ, này tuổi hợi. Gần thân tỷ hợi, bốn tuổi này cũng không kỹ lắm đâu, chết thì chết chùm thôi. Hả? Không, không, nó là sắp số. Sắp số rồi, nó là sắp số rồi. Nó là sắp số rồi đó. Nếu mà năm đứa ở thì kim mộc thủy quả thổ, kim mộc thủy quả thổ. Ê, bà làm neo phải không? Đúng vậy. Trời ơi, bữa nay bên bà làm nhiêu bộ ạ? 25 đồng. Trời, sao nó làm tôi 35 đồng là sao bà, chỗ này bữa nào qua làm free cho. Tôi nhớ nha. Bạn bè mà. Tôi nhớ nhỏ em ở bên Nhật nó mới qua chơi. Đây đây nha. Tôi thích ra cái đường sinh đạo bằng ngắn quá. Sinh đạo là gì? À đường này nè. Đường này là đường gì? Đường sinh đạo nè. Là đường gì? Là cái đường sinh đạo nè. Là sao? Là nằm đây sinh đạo, nằm đây sinh đạo, người ta nói vậy đó. Rồi là sao nữa? Rồi bà ngắn hơn của tôi. Là sao? Là tại bà lùn tôi cao, bà vô giếm à. Rồi sao nữa? Sao nữa cô? Bỏm á. Thằng bà ăn gái hồi thôi có coi bói cái là nhầm à. Cái hồi tới mẹ này bởi nhiều chuyện bà bằng phủ quánh từ giờ rồi. Đừng có hỏi nữa, tôi bực mình lắm. Bây giờ nghe hỏi nè, nghe để tôi biết cái tâm lý của con nít để mà tôi chiều theo nè. Để bé bị xích nó khó không phải đơn giản đâu. Hai tuổi với 4 tháng là coi như nó đã tự clean up, nó tự tắm rửa, tự ăn uống, tự nấu đồ ăn được chưa? Chưa. Tại sao chưa? Dạ, sao không chưa? Biết cô. Trời ơi, coi như vậy là bất bình thường rồi chứ tại sao? 2 tuổi 4 tháng, cái đứa 4 tháng tôi không cách, tôi cách đứa 2 tuổi. Tại sao 2 tuổi rồi mà chưa biết nó phải là thằng anh, nó có trách nhiệm, nó phải lo cho nhỏ em, nó phải tự nhiều khi hâm đồ ăn, mà còn quê nướng đồ ăn cho em nó ăn. Nó không làm được điều đó là nó bị bại liệt rồi. Hả? Em ơi, con mình bị bại liệt. Đây nè, giùm con về bà đi. Con bị đến bà nói bà phải giơ tay cái người lịch sự người ta đang nói. Bà cãi cái gì? Bà đã trải qua 3 năm kinh nghiệm và 6 đời chồng như tôi, quên 6 đời chủ như tôi chưa? Dạ. Bà đã từng chăn 30 đứa bé bị xích như tôi chưa? Dạ chưa. Bây giờ 30 đứa nó không một lượt, anh làm cái gì cho nó nín? Không biết. Làm sao làm được, chỉ có tôi thôi. Cô làm sao? Tôi cho nó uống thuốc lắc. Trời ơi. Ở 1 tuổi cho 1 viên, 2 tuổi cho 2 viên, tùy theo độ tuổi. Trời ơi, nó lắc một hồi nó mệt, nó ngủ không đứa nào không nổi. Trời ơi. Dám làm với tôi không? Thôi, giỡn chơi hả? Đó, thành ra đừng có cãi tôi. Dạ. Muốn nói gì giơ tay tôi mới cho. Bây giờ vậy, hai đứa nó đã biết nói chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Thì không biết nữa cô. Vậy là bất bình thường rồi. 2 tuổi 4 tháng, cái đứa 4 tháng ta không trách đứa 2 tuổi nữa nè. Đứa 2 tuổi quá đáng trách rồi. Tại sao vậy? 1 tuổi là phải nói rồi, má tôi nói lúc tôi mới phóng ra tôi nói liền. Nói xong gia đình tôi bỏ chạy, tưởng tôi yêu tinh đội lớp người. Hả? Thiệt, nhưng mà cái đó mới là bình thường. Còn mà 2 tuổi chưa biết nói có nghĩa bị câm rồi. Hả? Trời ơi, mình ơi, con mình bị câm rồi. Thôi. Cô ơi. Vậy, dạ. Nói đi, cho ý kiến, nói đi, đúng rồi. Cảm ơn. Ừ. Tao không nói mà tao chửi mày con quỷ. Trời ơi, con tao còn nhỏ xíu à, nhà tao không đủ tiền, tao mới
món mày. Trời ơi, mày kêu mày vô mày đụng tới tao được, mày đụng tới con tao không được. Con tao mới 2 tuổi 4 tháng mày bắt nó phải nói, mày bắt nó phải ăn, nó phải quỷ yêu như mày. Con quỷ cái, tức quá mà anh lắm. Ê bà làm gì, bà làm gì, ê bà chơi gì, bà làm gì? Ủa, dạy tao ghim vô đầu mày cái. Thôi mẹ này cho vô chạy trời ơi. Ê em mà. Vợ chồng mày quá dễ. Quá dễ. Con này á, trước khi đi ở đợ nó đứng đường mà. Ê sao biết vậy? Em đứng ở ngoài đường bô. Mày biết. Con quỷ. Vừa ý ông chưa? Hả? Oshin Oshin á. Trời ơi, anh đâu có đâu có ngờ ra nông nổi như vậy đâu mình. Anh tưởng là kiếm được một người ở về lo cho em, lo cho gia đình. Ai về đâu gặp con này nó lạ quá em ơi. Nó lạ tới nỗi mà anh hoàng hồn chưa kịp nữa. Thôi hú hồn anh ơi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Tiền ai cũng ham hết á. Nhưng mà mình đẻ con ra mình phải có trách nhiệm với nó. Đúng phải không? Rồi. Bây giờ tôi bỏ chút xíu thời giờ. Ông bỏ chút xíu thời giờ để có trách nhiệm lo cho con cái thực tế, lo cho con. Trời ơi, ông cứ mướn người hoài, gặp người có lương tâm đỡ nha. Gặp cái con này hay con quỷ cái nó nuốt con mình hồi nào không biết đâu ông ơi. Thì đúng rồi. Thôi em ơi, trời ơi, con tiếng cứu hỏa. Con mình, con mình. Trước khi nó đi, nó đốt nhà mình không? Con mình đâu? Trời ơi con, bây giờ bullet nó đang lùng tôi dữ lắm. Sao vậy? Bullet tôi ở trong Mỹ Đen, tôi quánh hai đứa con nó chưa biết sống chết. Trời ơi. Ra ra cho tôi trốn đây chút, đừng chỉ tôi đây nha. Trời ơi, em thấy chưa? Con Mỹ Đen mà nó quánh còn bán sống bán chết. Đừng có nói chi tới con của mình. Bây giờ mình trừng trị con nhỏ này sao đây em? Trời ơi, tuần trị hả? Nắm đầu giao cho cảnh sát chứ sao? Quyết định là như vậy để trừ hậu quản cho mọi người. Đúng vậy. Đi. Mệt. Hai chồng chờ giấu chút xíu chơi hèn đừng chỉ hả? Định đi lập công, xin lỗi tự thú, không để tôi tự thú đi. Tôi cũng coi như trong lòng tôi cũng xót xa, cắn rứt lắm rồi. Mệt con người tôi cũng có lương tâm chứ bộ. Mệt quá. Rảnh không đứng đây coi. Làm cái gì? Vậy? Vậy? Kêu police cũng phải cho sang, chứ mình phải đứng với police đâu. Police, come in, I'm here. Trời ơi, mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp. Bắt nó lại. Trời ơi, đau. Quá trời ơi, có nhau. Cái cổ rồi kìa, bắt nó dậy cho cảnh sát lại đó. Còn kìa, trình diễn của Kỳ Hoa Lê Tính và Trang Thanh Lan đây rồi. Chấm dứt, xin chào, kính chào tất cả quý vị.